Chúng ta đến bài số 4. Cho biểu thức 5x cộng 2 phần x bình trừ 10x cộng với 5x trừ 2 phần x bình cộng 10x tất cả đóng mở ngoặc nhân với x bình trừ 100 phần x bình cộng 4. Phần thứ nhất, tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định. Cho phép chúng ta tuân theo nguyên tắc là để một phân thức được xác định thì tất cả các mẫu thức phải khác không. Đây chúng ta có 3 mẫu thức thì các em thấy cái mẫu số 3 này là x bình cộng 4. X bình là một đại lượng nó mang mũ chẵn, như vậy nó luôn luôn không âm. Cộng thêm số 4 nữa, chắc chắn là cái mẫu này sẽ là số dương, mà một số dương thì đương nhiên là khác không, cho nên là cái mẫu này chúng ta không cần phải đặt điều kiện. Chúng ta chỉ quan tâm đến hai cái mẫu số 1 và mẫu số 2. Và chúng ta lý luận để giá trị của biểu thức đã cho được xác định thì chúng ta lấy hai cái mẫu này em cho là khác không. Tiếp tục thực hiện biến đổi. Ở đây chúng ta thấy x mũ 2, đây x mũ 1. Chúng ta có x mũ 1 nhỏ hơn nhóm nó bên ngoài, đóng mở ngoặc ở bên trong. X mũ 2 lấy ra ngoài x mũ 1, bên trong còn x mũ 1. Dấu trừ đặt trở lại đây. 10x chúng ta lấy đi x, bên trong còn 10. Tương tự ở dòng dưới chúng ta cũng làm như thế. Thì ở đây chúng ta sẽ đưa về này. X nhân x trừ 10 khác không, x nhân x cộng 10 khác không. Vậy chúng ta cần phải có điều kiện. Điều kiện thứ nhất là x khác không. Thứ hai là x trừ 10 này phải khác không. Thứ ba là x cộng 10 này phải khác không. Tương ứng với từng điều kiện, chúng ta tìm được ra chỗ này x khác không, chúng ta viết lại. Ở đây ta có được x khác 10, ở đây chúng ta chuyển về x sẽ khác âm 10. Như vậy kết luận điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định là x khác 0, x khác 10 và x khác âm 10. Phần thứ hai, rút gọn biểu thức. Căn cứ vào điều kiện x khác 0, x khác 10, x khác âm 10 chúng ta có, chúng ta biến đổi biểu thức. Trước hết là chúng ta phân tích các cái mẫu và trong đối ngoặc thành nhân tử. Sau đó chúng ta phân tích cái tử này thành nhân tử. Ở đây số 100 chúng ta phân tích thành 10 mũ 2. Như vậy nó là hạng đẳng thức A mũ 2 trừ đi B mũ 2, hạng đẳng thức số 3. A là x, B là 10 bằng A trừ B nhân với A cộng B. X trừ 10 nhân x cộng 10. Tiếp tục chúng ta sẽ quy đồng mẫu thức chung ở trong đối ngoặc vuông này. Thì mẫu thức chung chúng ta thấy này, đây là x cộng 10 nhân x trừ 10. Và đây là có x, như vậy mẫu thức chung chúng ta là x nhân x trừ 10 nhân x cộng 10. Chúng ta lấy cái mẫu chung này, chúng ta chia cho cái mẫu thứ nhất. Sau khi chia ra chúng ta được x cộng 10. Chúng ta nhân lên trên tử, tức là 5x cộng 2 nhân với đóng mở ngoặc x cộng 10. Thực hiện tương tự như thế, chúng ta lấy mẫu chung, chúng ta chia cho cái mẫu thứ hai, chúng ta được x trừ 10 em nhân lên trên tử thứ hai này. Sau khi đến đây rồi thì chúng ta quan sát, các em thấy có thể rút gọn được đi. Ở trên tử phía này là x trừ 10 nhân x cộng 10. Ở đây mẫu này x trừ 10 nhân x cộng 10. Như vậy cái đại lượng này là rút gọn đi hết. Và toàn bộ cái tử này chúng ta viết lại. X ở đây chúng ta đặt xuống và x bình cộng 4 chúng ta nhân vào đây. Nhân hai phân thức thì tử nhân với nhau, mẫu nhân với nhau. Đây, đặt vào đây. Bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi một con đường, đó là chúng ta mở dấu ngoặc ở trên tử này ra. Đó là chúng ta thực hiện phép nhân đa thức với đa thức. 5x nhân với x, 5x bình phương cộng với 5x nhân với 10 thành 50x. Sau khi nhân hạng tử thứ nhất xong, chúng ta chuyển hạng tử thứ hai là số 2 này. 2 nhân x bằng 2x cộng với 2 nhân 10 bằng 20. Thực hiện tương tự đối với hai cái dấu ngoặc tiếp theo. 5x nhân x là 5x bình phương. 5x nhân âm 10 bằng âm 50x, trừ đi 2 nhân x bằng trừ 2x,
âm 2 nhân âm 10 bằng dương 20. Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn lại trên tự này. 5x bình phương cộng 5x bình phương là 10x bình phương. Ở đây là 50x cộng với 2x là 52x. 52x trừ đi 50x còn 2x. 2x trừ đi tiếp 2x tức là hết. Như vậy là x hết đi. Còn là 20 cộng 20 bằng 40. Ở đây số 10, ở đây số 40 đều chia hết cho số 10 là số lớn nhất. Chúng ta nhóm 10 ở bên ngoài dấu ngoặc, đóng mở ngoặc. Ở đây lấy đi 10, bên trong còn x bình phương, dấu cộng đặt vào đây. 40 chia cho 10 bên ngoài, bên trong còn 4. Và đương nhiên ở đây rút gọn đi, x bình cộng 4 ở trên tử với x bình cộng 4 dưới mẫu chúng ta được còn 10 phần x. Như vậy phần thứ hai chúng ta rút gọn là xong. Phần thứ ba, đề bài yêu cầu là tính giá trị của biểu thức tại giá trị của biến thỏa mãn điều kiện giá trị tuyệt đối của x trừ 9 bằng 1. Chúng ta căn cứ vào điều kiện đề bài cho giá trị tuyệt đối của x trừ 9 bằng 1, chúng ta chia làm hai trường hợp, đó là x trừ 9 bằng 1 hoặc x trừ 9 bằng âm 1. Phương pháp này chúng ta học ngay từ lớp 6 rồi. Ở đây x trừ 9 bằng 1 thì x sẽ bằng 1 chuyển 9 sang đây, âm 9 chuyển đây là dương 9, 1 cộng 9 là bằng 10. X trừ 9 bằng âm 1, x bằng âm 1 cộng 9. Âm 1 cộng 9 bằng dương 8. Thì trong hai giá trị này, khi làm bài em chú ý, chúng ta thấy có giá trị x bằng 10 là không thỏa mãn điều kiện. Này, quay trở lại điều kiện nhé. Điều kiện chúng ta có x khác 10 này. Đó. Cho nên khi làm bài, các em phải đặc biệt lưu ý, phải so sánh với điều kiện trước khi chúng ta làm. Khi x bằng 10 không thỏa mãn điều kiện, thì chúng ta sẽ không thay vào để tính. Mà chúng ta thấy x bằng 8 là thỏa mãn điều kiện. Như vậy chúng ta sẽ thay x bằng 8 vào biểu thức đã cho ta có. Ta thay biểu thức sau khi rút gọn ở phần 2 này, 10 phần x có nghĩa là 10 phần 8 bằng 5 phần 4. Và đến đây em kết luận, vậy giá trị của biểu thức đã cho tại giá trị đối với x trừ 9 bằng 1 bằng 5 phần 4. Ở phần 3 này thì giáo lưu ý các em một điều, đó là khi tính giá trị của biểu thức, các em đặc biệt lưu ý cho thầy giáo. Nếu như bài có điều kiện, các em phải so sánh với điều kiện. Có nhiều bạn không để ý, chúng ta vẫn thay giá trị x bằng 10 và chúng ta tính. Như vậy là không chấp nhận được. Các em lưu ý một điều này. Để sau này làm bài, có nhiều bài người ta cho chúng ta cái kiểu hình thức là hơi bị gài bẫy một chút như này. Thì các em vẫn nhận dạng được ra để các em làm cho là chính xác. Và kết thúc bài số 4.